Tại thành phố Hà Nội trong sáng ngày hôm nay, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã tới tham dự và phát biểu chỉ đạo. Báo cáo từ Bộ Công Thương cho thấy năm 2021, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục gần 670 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với năm 2020, trở thành điểm sáng của nền kinh tế và đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng gần 5%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,37%. Ngành dầu khí đóng góp cao nhất cho ngân sách với 75,4 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch. Đổi mới doanh nghiệp bảo đảm an toàn môi trường công nghiệp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế pháp luật đều được thực hiện một cách quyết liệt, thực chất và đồng bộ. Các chủ trương định hướng lớn của Trung ương và của Chính phủ đều được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, để thống nhất chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả trong toàn ngành. Năm 2022, ngành công thương phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7 đến 8%, kinh ngạch xuất khẩu tăng 6 đến 8%, cán cân thương mại duy trì trạng thái thẳng dư, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7 đến 8%, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu tăng 7,88%, điện thương phẩm tăng 7,1 đến 9,1%.